Điểm dừng chân ở Ninh Thuận nha cả nhà. Nho ở đây người ta trồng mà theo kiểu cuốn chiếu nha. Chỗ thì sẽ còn non, chỗ không có trái, chỗ sẽ có trái xanh. Giờ Di sẽ lên tìm chỗ nho chín nha. Đây là thu hoạch rồi, chuẩn bị người ta xuống lá. Nho xanh, nho này còn xanh. Nho Ninh Thuận. Đây là phần giáp giữa Khánh Hòa và Ninh Thuận. Đây là nho còn nhỏ nè, trái mới. Mình ở đây có nho chín. Đây bắt đầu có nho chín rồi, này là mới chín nè. Mình kiếm chùm nào to to ha. Đây chín rồi, thật quá. Chết kiên cũng khá nhiều ha, và không được hái nha. Ở đây chỉ được chụp ảnh thôi, không được hái nha, bởi vì cái nho mà người ta trồng để người ta thu hoạch bán cho mình là nó khác. Chỗ này là chỉ để phương pháp cuốn chiếu cho mình xem thôi. Ồ, trên này chín nhiều. Ồ, này chùm to không? À, ở dưới này mát nè. Chùm to không à? Chùm to ghê. Ở trên kia chùm nhỏ nhỏ đây, chùm to không à? Đã quá. Đây cả nhà. Đó. Rồi, giờ mình sẽ vô trong ha. Mình tham quan khu vực người ta bán hàng nha cả nhà. Đây là ngoài vườn nho ha. Mình sẽ đi vô. Nho thì trồng theo kiểu cuốn chiếu để cho mình tham quan. Có chỗ là còn non, có chỗ là có trái nhỏ xíu, có trái xanh lớn, và có trái chín luôn. Trồng theo cách cuốn chiếu để cho mình dễ tham quan, mình thấy được quy trình. Nè, nho xanh. Đây, nho này mới. Đây, khu này là khu nho mới. Đó. Không, nho mới luôn. Rồi, mình gửi trong ha. Nó nhiều. Bánh mứt. Báo. Nho này. Nho xanh, nho đỏ. Không. À có mũ trôm. Một bạch về trọng lượng bao nhiêu, một bạch trọng lượng bao nhiêu? Dạ nửa ký, 150, 5 tầng 10 viên đến 15 viên. Nó nở ra như này, quay cho người nhà thấy. Nó nở ra như vậy nè, là múc rau pha đường đá uống ngọt lẹt cho mình pha. Uống tác dụng mua cơm mát, mát ra táo bóng lỡ mì ăn uống không tiêu, tự mình pha đường. Một bạch nửa ký nha cả nhà, 150k dạ. Hả? Dạ, ngâm một chút xíu thôi, 10 đến 15 viên à. Nửa ca nếu 1 lít nước. Nó nở ra đặc lắm, đầu pha đường đang uống một lẹt cho mình pha. Còn này là mũ cơm hạt chi đường quèn. Có mũ cơm xay ra rồi, hạt chi đường quèn luôn. Pha ra là uống. Làm sẵn rồi phải không? Dạ, làm sẵn rồi. Uống 2 muỗng cà phê vô cái chai nước này là dùng. 2 muỗng cà phê vô cái chai nước này dùng. Múc ra 2 muỗng. Bánh mì chả cá. Chả cá này từ cá gì chị? Cá thu. À cá thu. Nhìn hấp dẫn không cả nhà? Cá thử luôn cả em. Còn nhiều sản phẩm lắm, để mình đi quay cho cả nhà xem.
Đồ uống mũi trơn mà. Chả. Đây cũng là mũi trơn. Mới uống à, mới uống. Cá mai sốt chanh. Nhiều quá. Ruốc. Có rong biển luôn hả? Mình cũng thấy tội. Bánh xoài. Bánh xoài. Khá là nhiều chỗ bán nho. Nhà táo. Trạm dừng chân đặc sản nha Phan Rang, Cường 2. Trường mình đang thưởng thức nè, mật nho. À, có rượu nho nữa hả? Có rượu nho nè. Thầy Băng đang uống rượu hả? Rượu nho đúng không? Vâng. Đó, rượu nho đó. Còn thầy Ngàn đang rót là rót mật nho hả, rượu nho? Nho. Đây là mật nho, mật nho pha đá. Này thầy Trần Quốc Ngàn, nickname là Đại Ngàn. Này hiệu trưởng mình nè, hiệu trưởng trường mình nè, thầy Đồng. Trường mình thấy tập trung chỗ mua chả nhiều ghê đó. Thấy ai cũng mua chả nè. Táo rồi mua mà thấy mua chả nhiều. Mua chả chứ mua nho. Vì đi uống mật nho. Giờ mấy cô đang tập trung đằng kia đã mua nho với táo. Đi uống mật nho nha cả nhà, không dám uống rượu nho. Uống mật thôi. Hoàn toàn miễn phí. Hôm nay thứ hai nên là khá nhiều đoàn về. Một chai ban cho 100.000 đồng, một chai một cho 80.000 đồng, có giá trị là 12 chai.